bạn Hương ơi. Đấy, hôm nay lớp A bóc đồ đấy. Đấy, bạn nào cũng bóc được rất nhiều này. Bóc giỏi ấy. Bạn Dự ơi, rổ của bạn Dự có cái vỏ, bạn Dự nhặt cái vỏ ra để chỉ để hạt ở trong rổ thôi. Lấy cái vỏ ra con ơi. Đúng rồi. Nhặt sạch hết vỏ ra ngoài nha. Đấy, bạn Đan này làm rất nhanh và rất giỏi này. Các bạn, Trâm Anh nữa này. Ôi. Anh Dương chia sang cho các bạn cùng bóc đi. Con lấy vào giữa đi. Ừ. Nào con.
để vào đây để các bạn cùng giúp bóc.